Em chào anh em đã đến kênh Lúa Miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em cái quy trình bón phân cho lúa từ đầu vụ tới cuối luôn anh em ơi nha. Thì những gì em làm được em chia sẻ cho anh em và bà con. Thì vụ nào thì em cứ chia sẻ anh em cái kỹ thuật bón phân hết trơn. Nói chung là kỹ thuật thì em có kỹ thuật, nhưng mà do cái quy trình của em bón sao em chia sẻ là gì đó. Thì tình hình bây giờ giá lúa hiện tại bây giờ em báo luôn, thì cũng như các giống lúa khác, thì ở cái thằng này đầy thơm á thì nằm chỗ thì 5.000 như ở Hồng Đắc á anh em, thì nó mua 5.8 anh em, còn ở Tân Hiệp đó là mua 5.9 nha, còn OM 18 á là ở Hồng Đắc á thì nó mua 5.7, còn ở Tân Hiệp thì nó 5.8, thì nó nhích lên ở Tân Hiệp, nó nhích lên ở Hồng Đắc anh em ơi. Nó thì còn cái thằng ST á thì 7.200 vẫn giữ nguyên nha, còn thằng 2.17 á là 5.6001 anh em đó, tại Hòn Đất nha, còn ở Tân Hiệp thì chưa có giá lúa, chưa có ai nói về cái giá lúa thằng ST với 2.17 tại Tân Hiệp nó có làm giống đó, còn ở ở Tân Hiệp đó thì giá lúa 504 là 5.500 anh em nha, nhưng mà đa số trà lúa bây giờ đầy thơm năm nay là thường nó từ 100 ngày trở lên nó mới cho cắt anh em ơi đó. Thì hôm nay em cũng chia sẻ, em vừa đi em vừa chia sẻ anh em nha. Rồi em vừa đi em vừa quay anh em xem anh em nha. Đây như cái dàn lúa này em chia sẻ anh em nha. Thì hiện tại bây giờ nó là 77 78 ngày anh em ơi nha. Thì đầu tiên á là em cũng chia sẻ lại luôn nghe anh em, ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em một cách đăng ký kênh cho em xin like nha. Thì ở cái dàn lúa này thì em đầu tiên em bón anh em, em xạ là 15 kg giống nha. Em xạ 14 kg giống, em chừa 1 kg lại đó, rồi em chừa 1 kg lại, rồi em lấy đi dặm anh em. Nó mình chừa 1 kg lại thay mình xả 15 kg thì mình chừa 10 công thì mình chừa lại 10 kg. Rồi thì cũng như là em làm mình em đánh đường nước không kịp đó, rồi em vừa đi đánh đường nước lại rồi em lấy 10 kg đó em đi. Đi giải chơi cặp đường nước luôn đó anh em. Đó. Rồi 2 ngày sau. 2 ngày sau em xịt diêm mầm anh em. Nó 2 ngày sau em xịt diện mầm. Xịt diện mầm thì em xịt cái gì em có chia sẻ cho anh em nhớ đăng ký xem lại. Còn giải phân, giải phân bắt đầu em xịt diện mầm bữa nay phải không, ngày mai giải phân luôn anh em ơi. Đó, ngày mai em giải phân luôn, thì ngày mai em giải phân là em phải là 10 công nha, em nói cho 10 công 1.296 á, thì 10 công em phải là một bao ghê thêm 2 kg humic nha anh em ơi. 2 kg humic để làm gì anh em? 2 kg humic đó là để em khi mình dịch mầm xuống á, mình giải humic chứ phân xuống á thì humic nó sẽ tạo ra một cái lớp màng ở trên, nó giữ ẩm ở trên cái mặt ruộng anh em ơi. Thì tỷ lệ cái lúa khi mà thuốc nó hết á thì nó có cái lớp màng đó, nó giữ ẩm nên cái lượng thuốc nó sẽ lưu dẫn lâu, nó sẽ khi là mình tới 5-6 ngày sau mình đưa nước vô thì mình khỏi phải xịt lại ba cái cỏ sót anh em đó. Rồi tới thời ngày thứ 10 11 nha. Thì ngày thứ 6 đưa nước vô. Tới ngày 11 em phải phân. Em phải phân lần 1 anh em. Thì em phải phân bón lần 1 thì em bón cho 10 kg. 10 kg cho 1.296 m vuông. Thì trong đó là nửa này nửa kia, 5 kg 5 kg DB. Đó là cho 10 là 1.296 m vuông anh em ơi. Là hai bao cho 10 công 1.296 m vuông là một bao ghê một bao DB đó, thì em bón là lần một. Rồi lần thứ hai rồi tự nhiên tới đó rồi vừa bón xuống thì nó có tình trạng là dịch bù lạch anh em, có nào em xịt bù lạch. Xịt bù lạch thì em xịt 3.6 nha, 3.6 sinh học đó, là em cộng với cơm cáp nha, cơm cáp thì công gói rồi xong rồi tới ngày do cái lúa em nó sung quá, mình cộng công cách vô nó sung quá thì tới cái đợt bón phân lần hai á là bắt đầu em bón phân là nẫm anh em. Thì nếu mà về cái trường hợp mà nếu mà ở đây ở chỗ anh á, anh em ở khui nước sớm á, mình chủ động được nước á, thì giai đoạn 24 ngày mình bắt đầu mình bẻ phân là nẫm anh em ơi. Bẻ phân là hai nha, là bắt đầu em bẻ phân là nẫm anh em đó. Bẻ phân là nẫm xong là tới tới bãi than nẫm rồi khui nước luôn anh em ơi, bãi xong là khui tới
tới giai đoạn bố tới khi giải phân là nắm xong nha anh em, là mình phải mình giải xong rồi mình phải chừa lại một ít nha anh em, nó hay là mình trộn thêm một ít gì đó nó nửa này nửa kia luôn, rồi xong rồi đi giảm giá chỗ nào mà nó bị vàng á, như là chỗ nào nó bị vàng á anh em, nó bị vàng á thì mình giảm nó vô, nó mình giải giảm vô để cho nó đều cái đồng ruộng, đều cái ruộng mình, nó để cho nó đạt năng suất đảm bảo luôn á, là lúa mình khi mà chỗ lên là đều hết, nó không có chỗ xấu chỗ đẹp nha anh em đó. Thì tới cái cử phân đó xong rồi khui nước luôn, cắt nước luôn, cắt nước rồi tới khô đất luôn đó, cắt là khô đất luôn anh em ơi, là tới sửa soạn là khoảng 38 ngày, 38 40 ngày, 40 ngày chứ đó, 40 ngày thì đưa nước vô anh em ơi. Bây giờ mình đi xé đồng anh em ơi, nhưng mà trước khi phân được hai anh em xịt xịt trước, xịt xong rồi mình khui nước ra, mình hãy giải phân là nắm nha anh em, xịt đậu ôm người đậu ôm á, khi mình vải không có nước á thì tại sao mình chủ động nước không được đó, khi mình vải xuống rồi nó bị đậu ôm á, thì mình chủ động được nước thì mình vải xong mình xịt cũng được đó, mình chủ động đưa nước khi nào nó phát bệnh á, khi mình vải xong chừng 3 ngày sau á mà nếu có bệnh á mình đưa nước vô lại mình xịt 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 xong rồi mình khui nước bỏ nữa, là mình phơi đất luôn anh em ơi, phơi luôn rồi sau đó tới cử phân đón đồng á, đầu tiên anh em phải xác định được cái màu lúa mình nha, cái màu lúa mình á nó vàng hay là nó còn xanh thì mình được cái tỷ lệ phân á, mình đưa vô thì nó ấy, còn cái cử cử phân đón đồng của em ở chỗ này á, cái miếng này á là em giải 22 kg phân anh em, nó thì trong đó là 7 kg 8 kg rưỡi UG, 8 kg rưỡi kali và 5 kg DV nha, đó là cho một công 1.296 mét vuông á. Rồi tới ngày tới 5 năm 7 ngày sau á anh em. Nó là cái miếng này tại vì ở đây á, là em không chủ động được nước nên em không phải là được đón đồng là nắm nha. Đó. Thì tới cái cử mà cái cử cách khi giải xuống được 7 ngày sau á anh em. Giải đón đồng lần giải đón đồng xong 7 ngày sau đó. Là em giải bóng phân đón đồng lần hai á, thì lúc đó em bắt đầu em khui nước ra đầu rồi, khui nước ra thì em bón cho 10 kg nữa đó, là 5 kg UG 5 kg kali nha, để em nuôi cái chòi, nuôi cái bông 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 nhánh con anh em, để rồi thứ hai là nó để nuôi cái lá đồng này anh em, có lá đồng này đó, cái lá đồng này rồi cái bông này anh em, tại cái loại vàng lúa này giấu bông nha, đó cái bông mới khít 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 nhau này anh em, thường giải phân nào hăng là nẩm anh em, đón đồng là nẩm á, thường thì cái bông á nó khi khi mình nhìn thấy cái bông nó dài lắm, nhiều cái vàng lúa đó, nhìn cái bông nó dài lắm nha anh em, khi mình dễ nước á nó thì cái bông nó dài lắm, nhưng mà cái số hạt nó không bằng cái giải phân của cái thằng mình nẩm nha. Đó khi anh em giải phân cái đón đồng lần hai á, ôi phân đón đồng lần một á, là anh em thì em ở đây em xịt đó nha, khi bón xong là qua bữa sau em xịt luôn anh em ơi. Đó thì cái cử cái đợt năm nay á, năm rồi thì em xịt cái cử đón đồng á thì em xịt cơm cáp nha, cơm cáp chủ yếu là nó hỗ trợ để cho cái lúa bắt hết phân ở dưới ấy luôn, tăng kích thích sinh trưởng cho cái lúa bắt phân á, rồi rồi cử phân đó, rồi cử phân mà 7 ngày sau em giải phân bông phân nền là lần hai á, em cũng xịt tiếp tục nha, đó xịt tiếp tiếp tục một lần nữa là lần lần đầu á, lần cái lần đó đón đồng lần một á là em xịt xịt Atomix, năm nay là em xịt Atomix nha, lần hai em xịt cung cấp nha, đó thì anh em nhìn cái bông với cái lá này. Tỷ lệ cái bông bông giữa cây cái và cây con đó, nó chênh lệch nhau thì nó không có nhiều anh em ơi, nó chênh lệch thì nói chung là phải chênh lệch rồi đó. Đó, có sâu này. Đây đây nè, cây con này anh em, cây con này, con này cái con này nè, có cái lá đời này này nè, cái con này, để em lấy cái con này xem. Mẹ nè.
thì em chia sẻ anh em tới nhiêu đó thôi, thì cái lượng phân của em bón như như vậy rồi. Bây giờ em qua đây em so sánh, không phải mình so sánh, nói chung là cái tình hình ở đây này nó dịch thì mình mỗi người luôn. Thì em là thường em không có xài phân chuyên dùng anh em nha, em chỉ xài em tự em trộn, em phối trộn em xài thôi. Nên anh em nhìn cái đó nè, con cái này nè, rồi cái con kế bên đây rồi, cái con này. Đây cái con này, cái con này, đây cái con này này. Thì em thường ở đây thì em cũng không có xài xài cái phân chuyên dùng, là em tự trộn không anh em ơi. Nó thì thôi cái video nó hơi dài rồi, thường anh em xem thì xem không hết á. Thì bây giờ cái video này em ngưng đây, để cái video sau em sẽ chia sẻ giữa cái bón phân của em với bón phân của một ông anh cục chèo của em nha. Rồi em chia sẻ anh em sau nha. Anh em nhớ ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em một cách đăng ký kênh anh em con cái này. Đăng ký kênh và cho em xin một like nha nếu ok nha. Đây. Con này. Đó. Anh em nhìn cái lá đài nè anh em ơi. Đó, thì năm nay cái tình hình nó dịch nó hay bị như này nè. Nó bị đốm nâu nè. Chứ không phải bị đầu ôn nha anh em. Anh em đừng nghĩ là đầu ôn, cái này mới đầu ôn nè. Đây nè, cái chấm này mới đầu ôn nè, cái này là bị đốm nâu. Đây nè. Đó. Nó thì cái lúa này này nè, dưới đây lựa cho này nè. Mấy cái anh em nhớ nghe, cái giống này em, mấy cái giống này mà nếu anh em để mà thiếu phân á là nó thường nó bị như thế này nè. Nó bị đốm nâu cỡ này nè. Chứ không phải đậu ôn anh em, nhiều người đang nói đậu ôn chứ em là em nghe là đốm nâu nha. Còn đậu ôn đây nè, để em kiếm lá đậu ôn cho anh em xem. Đây đây là đậu ôn nó chấm đây nè, nó chấm nè nó. Còn cái thằng đốm nâu á nó đen đen nha. Nó thì anh em nhìn cái dàn lúa đây nè, nó bông nè. Đây nó là bông, thì cây con nó không, nó nhỏ hơn cây mẹ nhưng mà nó nhỏ thì cái tỷ lệ bông á nó nhiều, cái bông nó bự lắm anh em ơi, bông được kinh khủng lắm nè. Nó mà cái hộp nó khích nha anh em. Còn nhiều khi mình giải phân á là do cái hộp, cái khi mà anh em nhìn thấy cái dàn lúa người ta cái bông nó dài lắm, dài hơn bông mình, xong mà người ta là làm xong bông dài hơn bông mình, nhưng mà anh em cứ lấy cái bông đó nó dài hơn bông mình nha. Anh em cứ đo nó gan thì mình gan phải không, thì anh em cứ đếm ra, đếm hạt ra thì cái số hạt của mình á lúc nào nó cũng nhiều hơn anh em đó. Anh em rồi em chào anh em nói tới đây thôi anh em, thôi video dài quá anh em nói em nói lòng vòng nữa, là em chào anh em.